làm văn hóa phải chịu khó sáng tạo và biết vận dụng chuyển đổi số để đưa vào ngành văn hóa thể thao và du lịch phát triển một cách hiệu quả tiên tiến và hiện đại hơn đó là phát biểu chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đàm tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 do bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức vào sáng nay tại hà nội tại điểm cầu long an giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh nguyễn anh dũng chủ trì sau đại dịch Covid-19, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã phục hồi với những dấu ấn quan trọng như đã đưa 46 di sản vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đàm phán thành công ấn vàng hoàng đế chi bảo từ Pháp về Việt Nam, tổ chức thành công liên quan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6, cùng nhiều liên quan nghệ thuật biểu diễn được tổ chức thành công. Đặc biệt, Việt Nam đứng nhất đoàn trong kỳ SEA Games 31 với số huy chương vượt trội và đội tuyển bóng đá nữ đã ghi dấu lịch sử vì giành vé dự World Cup. Về lĩnh vực du lịch, cơ bản đã phục hồi sau dịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 3,5 triệu lượt, khách nội địa đạt hơn 103 triệu lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt 495 tỷ đồng. Riêng tại Long An trong năm đã đón được khoảng 650.000 lượt khách, trong đó có 8.500 lượt khách quốc tế, doanh thu 325 tỷ đồng. Và tỉnh cũng đã tổ chức thành công tuần văn hóa du lịch năm 2022. Với nhiều hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc, sôi nổi, thu hút đông đảo người dân đến tham quan và trải nghiệm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc lại câu nói của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Văn hóa còn thì dân tộc còn để chỉ rõ tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc. Do đó, ngành văn hóa thể thao du lịch cần phát huy hơn nữa giai trò lực lượng nông cốt trong sự nghiệp chấn hưng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, cần ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp và cải tạo hệ thống thiết chế văn hóa, đi đôi với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc và tập trung số hóa di sản văn hóa nguồn tài nguyên du lịch gắn với các sản phẩm du lịch hơn trong thời gian tới